Mến chào quý vị và các bạn đã trở lại với LTK Bonsai. Hôm nay xin giới thiệu một số cây hoa kiển tại điểm bán của Thúy An ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Rồi chào quý bà con của kênh LTK Bonsai hôm nay nha. Đến với cây cảnh Bình An hôm nay thì cũng có một số bông trang Mỹ Hồng và một số phôi bằng lăng và một số phôi sương liễu để giao lưu với tất cả bà con mình ha. Mọi thông tin chi tiết thì cô chú anh chị mình vui lòng liên hệ về số điện thoại của em nha. 0939700449 cũng là số Zalo. Đến với mã đầu tiên của ngày hôm nay thì là một cây trang vàng lá trung nha. Đó. Cây đang lên nụ và những cây này hiện tại đang thuần chậu nha. Đây, chiều cao của nó em xin báo là 73. Tán ngang tương đối của nó là 70 nha. Vàng lá trung. Dạ, vàng lá trung. Rồi, cái hoành của nó khoảng nhiêu đây? Đây để đo cho mọi người xem luôn nha. Này này cộng gì? Đó, 9 nha. Rồi. Rồi. Cây trang vàng nở số 1 có giá là 900.000 đồng, bên em bao ship toàn quốc ha. 900.000. Dạ 900.000. Rồi, xuống cây. Chỗ em ở hiện tại là khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ nha. Đến với mã số 2 là một cây trang Mỹ Hồng nha. Đó, trang Mỹ Hồng bướm mô ha. Những cây này hiện tại rất là già rồi nha. Cao của nó là 96. Rồi. Đó. Tán ngang tương đối là khoảng nhiêu? Tán ngang tương đối là 92. Mỹ Hồng hả? Dạ Mỹ Hồng. Thân chậu chưa hay là sao? Không, cái này bứng mô chứ Tuấn ơi. Dạ những cây này cũng rất già rồi nha. Rồi. Cái này không phải là cây dâm nhánh nha. Đây, quanh ở vị trí này là 7 ha. À, chiếc phải không? Dạ. Rồi, quay. Mã số 2 là 900.000 đồng nha. Bao ship toàn quốc ha. Mọi thông tin giá cả thì cô chú anh chị đều thương lượng qua số điện thoại của em nha. 0939700449. Rồi, cũng là số Zalo luôn ha. Mã số 3. Đây. Chiều cao của nó là 97 nha. Tán ngang của nó là 92. Rồi, cũng là Mỹ Hồng. Đó, cũng là Mỹ Hồng nha. Bứng mà tỉnh hết rồi ha. Hoành những cây này hiện tại là 7 đi ha. Đó, cây cũng già cây rồi nha. Rồi, 2 cây hả? Dạ, 2 cây. Chung gốc. Dạ. Rồi. Rồi, cây này có giá 850.000 đồng bao ship nha. Mỹ Hồng clip này thì em cũng được khoảng chục cây nha. Ai lấy số lượng thì em có thể tính giá giảm lại cho mình ha. Đây. Cây mã số 4. Chiều cao của nó là 100 nha. Rồi. Ở gần này có xe giao tận. Dạ, có luôn. 97 là tán ngang nha. Rồi. Đó, hồi sáng em mới vừa nhận một đơn 5 cây nha. Tại Sài Gòn có ai đi thì em ké luôn ha. Đi xe tải riêng luôn dạ, hả? Dạ, xe tải luôn. Khỏi mất công. Dạ. Cho cây nó ship đường bưu điện. Đó, 9 nha. Rồi, cây Mỹ Hồng mã số 4, 900.000 đồng bao ship nha. Đó. Rồi, từ Sài Gòn trở lại ha, được dạ. Ha. Rồi. Rồi, đến với cây mã số 5, cây này có giá 800.000 nha. Rồi, cao của cây này là 95. Ngang tương đối của nó là 78. Đó, Mỹ Hồng này chăm sóc đủ sức là cho ra hoa rất là lớn nha. Đó, lá xanh dị luôn rồi ha. Đây. Quanh cái vị trí này em xin báo là 7 nha. 7. Dạ. Cây mã số 5 có giá 800.000 đồng bao ship ha. Cây chiếc chứ không phải cây dâm ha. Dạ không phải cây dâm. Rồi. Đó, cây này lớn nha. Rất già rồi. Cao tương đối của nó là 97 nha. Đó, Mỹ Hồng nha. Những cái loại này thì được rất là nhiều cô chú anh chị ưa ha. Đó. Đây. Tán ngang rồi phải không ta? Tán ngang hạo lại đi ha. Ở chỗ lớn nhất của nó là 8 là 90 nha. Đó. Đây, cái này một cốt ha. 8 nha. Rồi 8 đi. Dạ. Vậy rồi, cây mã số 6 có giá là 900.000 đồng nha. 900. Đó. Mã số 7. Cao của nó là 98. Ngang tương đối của nó là 87. Quay. Đó, Mỹ Hồng nha. Rồi, bông hoa màu Mỹ hồng đậm rất là đẹp. Đây, cây này mùa 2 cây nha.
Đó. Rồi hàng bướm mô ha. Dạ hàng bướm mô. Mã số 7, 900.000 đồng bao ship nha. Rồi thân cũng cả 7 đi ha. Dạ. Những cây này hiện tại bên em bao sống cho rồi, mình nha. Rồi nhắc số điện thoại đi An ơi. Số điện thoại liên hệ và đặt hàng của em là 0939700449 nha. Nghiêng. Cũng là số Zalo luôn á. Rồi, cây này mã số mấy đây? Cây rồi. Này mã số 8. Cao của nó là 119 ha. Đây. Mỹ hồng nha. 780 80 đi. Dạ, cỡ đó đi. Trang này trang bướm mô nha. Nhỏ. Nhưng em đảm bảo cây sống cho mình ha. Bao sống nha. Cô chú anh chị mình cứ an tâm mua hàng bên em ha. Rồi. Hoành ở vị trí này đi. Báo là 7, 8 báo là 7 đi ha. Rồi. Ở dưới thì có thể lớn hơn nha. Cây này có giá 800.000 đồng mã số 8 nha. Đến với mã số 9 là một cây me nha. Coi me như hổm gà em giao lưu đó. Me miền Tây, me chua. Mã số 9. Cao của nó là 45. Cây này đã có trái chưa? Dạ đã có, đang có trái đó. Mà tại vì những phần ở trên đây em cắt rồi nên có làm trái rồi luôn đó. Dạ có trái đó. Rồi. Quanh ở vị trí này là 19. Rồi già ha. Đó, củ của nó là 28. Đây, ở đây có dây kẽm là do dây kẽm này uống thân từ nhỏ nha. Không ảnh hưởng gì tới sự sống của cây nha. 500.000 đồng mã số 9 bao ship nha. Me chua miền Tây ha. Rồi. Rồi. Mã số 10. Đây. Cây này khá đẹp ha. Cao của nó là 47. Đó, mình về mình giữ ẩm cho cây vài ngày giùm em nha. Rồi. Hoành ở vị trí này xin báo là 14. Rồi. Củ của nó là 30. Cây mã số 10 báo giá là 600.000 đồng bao ship. Củ đế khá đẹp ha. Mã số 11. Đây, me chua miền Tây luôn nha. Cao của cây này là 46. Hoành ở vị trí này là 11. Rồi. Củ đế xin báo là 26. Rồi, cây me chua mã số 11 có giá 350.000 đồng. Em đã bao gồm phí ship cho mọi người rồi nha. Rồi. Mã số 12. Đó, những cây này thật được uống đế từ nhỏ hết nha. 42 là chiều cao. Đó. Hoành ở vị trí này xin báo là 13. Cây mã số 12 400.000 đồng bao ship toàn quốc ha. Rồi mã số 13, me chua miền Tây ha. Đó. Cây này đo từ vị trí này là 35 chiều cao ha. Đó. Đây, quanh vị trí này là 14. Rồi. Củ đế của nó là 33. Rồi, cây me chua này có giá 500.000 đồng nha, mã 13 nha. Rồi, đến với mã số 14. Đó, dáng uống lắc lượng rất là đẹp ha. Cao của nó là 37. Đó. Hoành là khoảng 11 quá. Đó, 11 nha. Cây mã số 14. 400.000 đồng ha. Me chua bên em bao sống cho cô chú anh chị mình cứ an tâm nha. Đến với mã số 15 là một cây bướm hồng nha. Những cây này vận chuyển đi thì có thể bị rụng lá ha. Đó. Cao từ đây tới đây là 48 nha. Hoành cây này thì khoảng 5-6 ha. Đây. Bướm hồng. Dạ, 7 nha. Đế rất là đẹp, 30. Đế này là được sửa từ nhỏ nha. Rồi cây này có giá là 400.000 đồng. Mã số 15. Cây bướm hồng á. Rồi đến với mã số 16. Đó, đế nè ha. Đó. Đó. Vậy cho mình thấy rõ nha. Cao của nó là 85. Đó, phần lá trên đây thì có dễ bị rụng nha. Bướm hồng. Dạ. Tại vì gửi đi á, bao lại nó bị hầm dễ bị rụng. Chính là hoành nha. Đó, củ đế khá đẹp ha. Cây này có giá 550.000 đồng bao ship nha. Đó. Rồi, cây mã số 16. Rồi đến với cây mã số 17. Đây, sam lá rí nha. Cao của nó là 25. Những cây này sam gì? Sam sam lá rí. 86 hả? Dạ, 86. Đó. Đây. Rồi. Mã
Hoành là 11 nha. Bông tím phải không? Dạ. Đây để đo tán ngang tương đối của nó là 36 nha. Rồi. 500.000 đồng mã số 17 nha. Những cây này hiện tại đã thuần chậu nha. Đó. Cây mã số 18. Đây. Cây này tàn khá đẹp ha. 35 là chiều cao. Đó. Nha. Cái này được vô hai nước dây rồi nha. Luôn. Cái này sam lá rí luôn. Rồi, 20 đi, hoành. Rồi, cây này có giá là 700.000 đồng, bên em bao ship nha, mã số 18. Mã số 19. Đây. Cao của cây này là 37. Những cây này đi thì có thể bị rụng lá phần này nha, tại vì rất là dễ rụng ha. Nhưng người cũng dễ đâm chồi lại luôn nha. Hoành cây này là 56 đi. Đó không được, tôi sợ dướng mấy cái đó. Rồi. Đó, mã số 9 là 500.000 đồng, 19 nha. 500.000 đồng ha. Mã 20 là một cây sân liễu nha. Đó, dáng rất đẹp ha. Cao của nó là 63. Những ai không biết về cây này thì cứ liên hệ em hoặc là search trên Google ha. Sân liễu. Dạ, đều để có chơi hết. Hoa hay là chơi gì? Chơi dáng chơi hoa luôn. 12 rồi. Là hoành. Mã số 20 750.000 đồng. Những cái hoa của nó nhỏ đi theo cái nách lá luôn á. Mã số 21. Cao của cây này là 100 nha. Đó. Quay. Những cây này đã thuần bầu sống khỏe rồi ha. Sơn liễu. Dạ, sơn liễu. Mã số 21 nha. Cây miền núi phải không? Dạ, cây này miền núi. Để đo một cây cho cô chú anh chị mình hạo thử ha. Đó. 11. 10 cây ở đây cũng khoảng là 12, cây đây bự hơn ha. Rồi. Mã số 21 900.000 đồng bao ship nha. Rồi, mã 22 sương liễu. Cao của nó là 65. Đó. Dáng tàn rừng cũng đẹp ha. Đó, hoành cây này là khoảng 10 đi ha. Rồi. Cây này có giá là 600.000 đồng nha, mã số 22. Rồi. Rồi, mã số 23, 800.000 đồng nha. Cũng là sơn liễu ha, cao là 77. Đó. Sơn liễu nha. Đây, hoành ở vị trí này là 15 ha, lấy 14 thôi nha. 15. Rồi, cây này có giá 800.000 đồng nha, mã số 23. Rồi, đến với mã số 24 là một cây sang sản một cốt nha. Sang sản núi ha. Đó, dáng tàn bay rất đẹp. Đây. Rồi. Đó. Chiều cao của nó là 115. Cao từ cái thân ra đi. Đâu? Cao thân thôi ha. Ừ. Thân của nó là 95. Đó. Bỏ mấy cái này, lá nè. Bỏ cái lá đo từ cái phôi này thôi à. Ừ. Đó, cây này cũng là thuần chậu này rồi nha. Sang sản. Dạ, sang sản. Bây giờ tổng hoành ha. Hoành ở vị trí này là lấy 50 nha. Qua. Đó. Rồi. À, cây này sống khỏe rồi. Mã 24, 2.200.000 đồng nha. Rồi. Đến với mã số 25 là một cây bằng lăng nha. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ. Dạng một cốt ha. Cao của cây này là 78. Những cây này hiện tại là mình về mình ghép được rồi ha. Ghép được tường vi miền Tây của mình vào rất là đẹp nha. Rồi. Hoành đo vị trí này thôi ha. Đây, là 68 nha. Đó, cây này hiện tại sống khỏe rồi nha. Mã số 25 nha. 1.500.000 đồng. Rồi, hoa tím lá nhỏ ha. Dạ, hoa tím lá nhỏ. Rồi, mã số 26. Đây, bằng lăng hoa tím lá nhỏ luôn. Đó. Cây này tàn rất là đẹp ha. Rồi, đo từ cái phôi nha. Từ cái phôi xuống là 85. Rồi, đây là chân ha. Dạ. Khỏe rồi. Bứng lâu rồi ha. Dạ, cái này lâu rồi. Về ta dâm trong cái bầu này nó thuần rồi. Mình về mình thể lên chậu luôn rồi ha. Rồi, tàn rất là đẹp. Bộ ghế mền dữ lắm luôn. Rồi, đó. Bây giờ tổng hoành đi ha, rồi em trừ hao.
Rồi, tổng hoành xiết thước dây em lấy 100 nha. Rồi, 100. Dạ. Đo củ đặc luôn rồi đó. Rồi, xây đi, không có bị lỗi gì nhiều á. Dạ, có bọng không. Gì nhiều không? Cái này không bọng. Đó, do những cây miền núi thì do có những có cái vết gãy thôi. Rồi. Đó, cây này có giá là mã số 26, 2.800.000 đồng nha. Cây rất lớn ha. Mã số 27. Đây, cây này có lũa âm thân nha. Đây, quay một vòng đi ha. Rồi, đo chiều cao. Rồi. Cao của cái phôi này là 69 đi nha. Đó, những cây này hiện tại sống khỏe rồi. Bộ đế khá đẹp ha. Đây, có vết lũa âm thân nha. Đây, đã sành hết rồi ha. Đó. Rồi, bọng xuống. Dạ. Rồi. Đây. Ở đây đi ha. Tổng hoành. Tổng hoành của nó là 70, 70 đi. Đó, cây dáng khá đẹp nha. Cây này có giá là 1.800.000 nha, mã 27 ha. Rồi, hoa tím lá nhỏ ha. Dạ, hoa tím lá nhỏ. Rồi, cái này cũng là hoa tím lá nhỏ luôn nè. Dáng giống như một con thú ha. Đây, mã 28 nha. Cao của cái phôi này là 59 nha. Đó, cái phôi này chưa lên chồi thì mình để trong mát giữ ẩm giùm em vài ngày nha. Cây dễ sống lắm. Đây, hoành tổng của nó là 96 nha. Rồi. Rồi. Quay đi. Đó. Cây này có giá là 1.500.000 đồng nha, mã 28 ha. Rồi, mã 29 là một cây vú bò cốt nha. Đó. Cái này có trái màu hồng hồng, chín khi chín đó nha, ăn ngọt ngọt ha. Cao của cái phôi này là 93. Rồi, 93 ha. Mã số 29 ha. Cái này em nó có được một cây thôi nha. Đây. Tổng hoành ở dưới đây đi là 45 ha. Cây mã số 29. Cây này có giá bao ship là 1.300.000 đồng nha. Đó. Những cây phôi này bên em bao sống cho cô chú anh chị mình nha. Mã 30 là cây bạch mai núi ha, liền bệ nha. Bạch mai núi nha, cũng hoa màu trắng nhưng không phải hoa bạch mai miền Tây mình nha, khác nha. Cao của nó là 52. Đó, đã đâm chồi sống khỏe rồi, không ghép được mai miền Tây mình vô nha. Rồi, bạch mai phải không? Dạ, bạch mai núi. Bạch mai rừng. Dạ. Rồi. Có tổng hoành là 100 nha, liền bệ hết ha. Rồi. Rồi, cây này có giá là 1.300.000 cho mã 30 nha. Mã 31. Đây, cây này cũng là bạch mai núi nữa ha. Cao từ đây tới đây là 39. Tàn bay của nó là 54. Đó, đã đâm chồi sống khỏe luôn. Đó. Những cây miền núi hiện tại rất là dễ sống. Đây, tổng hoành của nó là 44 nha. Cây 31 có giá là 1.300.000 nha. Bạch mai núi ha. Không một không lũa nha. Rồi đến với mã 32. Cây này cũng là liền bệ luôn ha. Bạch mai luôn ha. Dạ, bạch mai núi luôn. Rồi còn gọi là cây thầm nhạnh đó. Cao của nó là 44. Quay. Có hoa chùm màu trắng đẹp ha. Đây. Cây của miền rừng núi. Cây này cũng là liền bệ luôn nha. Nhưng em đo một cốt bình thân đại diện cho mình xem ha. Đây, ở bên đây thì lấy 60 nha. Đó. Rồi, cây này có giá là 1.400.000 đồng, mã số 32 nha. Đến với mã số 33. Đây là bằng lăng hoa tím lá nhỏ cuối liếp ôm đá nha. Cái này bữa hổm em có giao lưu rồi, nhưng mà cái anh đó gửi lại nên em không ấy, nên giao lưu lại cho mình ha. Cao là 89. Rồi, cục đá bự quá ha. Dạ, cục đá này ăn vô thân luôn rồi, không sức nổi đâu ha. Rồi, cây này bao sống không? Dạ, bao sống, cây đó có đâm chồi rồi mà. Đây, tổng hoành này em xin báo là 190 đi. Lấy hạo đi ha, mã số 33. Đây. Rồi. Cây này có giá là 3.200.000, bao ship toàn quốc nha. Đó, cây này dáng rất đẹp ha. Rồi, cây cảnh bình an xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các cô chú đã tin tưởng và ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Em xin chân thành cảm ơn rất nhiều ạ.
chào tạm biệt quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại vào những video sau.